Galveston mở lại hệ thống xe đẩy bị để không từ sau bão Ike, tin từ Galveston, Texas. Xe đẩy hiện đang chuẩn bị hoạt động trở lại ở Galveston gần 7 năm kể từ khi dịch vụ này bị tạm ngưng bởi cơn bão Ike vào năm 2008. Hội đồng thành phố Galveston hiện đã bỏ phiếu phê chuẩn việc khôi phục hệ thống xe đẩy. Theo truyền thông cho biết, dự án nói trên sẽ sử dụng nguồn quỹ từ cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang, tiền bảo hiểm và dự trữ tiền mặt. Hệ thống này sẽ bao gồm việc khôi phục một tuyến đường dài 7 dặm và 4 xe đẩy chạy bằng diesel. Việc khôi phục tuyến đường được dự kiến hoàn thành vào năm 2016. Tuy nhiên, toàn bộ dịch vụ sẽ không thể đi vào hoạt động cho đến khoảng mùa hè 2017. Hệ thống xe đẩy đã từng trải qua tình trạng thiếu khách và tăng chi phí bảo trì trước khi cơn bão Ike tràn qua Galveston vào tháng 9 năm 2008.